Trong công giáo của chúng ta không cho phép chúng ta tin vào thuyết luân hồi vì những lý do sau đây. Tôi không có cắt nghĩa dài, vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thuyết luân hồi nói lên được tự chúng ta có một cái cơ hội khác để có thể cứu rỗi mình. Nếu trường hợp đời này mình không được lên cõi Niết Bàn, lần sau mình làm một con vật, làm con chó, rồi làm con mèo, rồi từ từ, rồi sau nhiều kiếp mình cũng được lên cõi Niết Bàn. Như vậy chứng tỏ là chúng ta có nhiều cơ hội, chứ không phải chỉ một lần. Giáo hội Công giáo chúng ta dạy rằng chúng ta chỉ có một đời để sống, và vì thế tất cả những quyết định của mình, từ một nụ cười, từ ly nước lã, từ một chén cơm mình cho người khác ăn, phải làm và làm với một ý thức. Chúng ta chỉ có một đời để mà sống thôi, chứ không còn cơ hội thứ hai. Lý do thứ hai chúng ta không được phép tin là bởi vì khi chúng ta tự mình lên thiên đàng, tự mình sau 5-7 lần mình vào thuyết luân hồi rồi mình lại lên trên cõi Niết Bàn, chứng tỏ chúng ta không cần Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội Công giáo nói rằng chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô là người đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Và vì thế thuyết luân hồi từ chối vai trò của Đức Giêsu Kitô. Điểm thứ ba mà chúng ta không được tin thuyết luân hồi là bởi vì thuyết luân hồi không những từ chối mà còn cho rằng chính mình đem lại ơn cứu độ cho mình. Tức là chúng ta làm thì chúng ta được hưởng. Giáo hội Công giáo dạy rằng ơn cứu độ là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban, và vì thế bất kể chúng ta có sống tốt đến mức nào, tự chúng ta cũng không thể xứng đáng và không thể cứu rỗi tự mình được. Vì thế thuyết luân hồi cho rằng mình tự cứu mình tự sống tốt rồi mình sẽ lên trên kia, nó từ chối đi cái vai trò của giáo hội, của những người khác, mà chỉ tập trung vai trò của mình. Cho nên ba cái điều đó không cho phép chúng ta tin vào thuyết luân hồi. Niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm không còn khổ đau phiền não là niết bàn. Chứ niết bàn đâu phải là cái chỗ nào để đợi chết mới đi. Ở đây có ai đợi đi niết bàn không? Không cần. Mình có niết bàn ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang tu tập. Cho nên niết bàn không phải là cái chốn để tới, mà niết bàn là trạng thái của tâm mà chúng ta thường nên có được cái tâm đó. Lúc nào tâm mình cũng bình lặng, đó là tâm của niết bàn. Khi Đức Phật nói là ở Niết Bàn thì ngay lập tức là đến 90% những cái người nghe là sẽ nghĩ đến là có một cái thế giới Niết Bàn, nó là vật lý. Hay là nói đến Tây Phương Cực Lạc thì mọi người hay nghĩ ngay đến là có một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc mà nó giống như cái trái đất của chúng ta vậy. Nhưng không phải. Trong nhà Phật nói đến Tây Phương Cực Lạc, nói đến Niết Bàn là nói đến cái tâm của ta. Nếu khi nào tâm của ta mà nó an vui mỗi ngày và không còn tham sân si mạn nghi nữa thì đó chính là Niết Bàn. Và thế giới Niết Bàn này là thế giới ở trong tâm, và Tây Phương Cực Lạc cũng là một thế giới ở trong tâm, và vốn dĩ là không có thế giới vật chất kiểu như vậy, mà nó là một cái thế giới an lạc ở trong tâm của ta thôi. Vì vậy ngay cái thời khắc này chúng ta sống mà chúng ta an vui mỗi ngày thì đấy cũng chính là Tây Phương Cực Lạc rồi. Ngay kiếp này nếu bạn sống tử tế và giúp đỡ mọi người thì đấy chính là Niết Bàn rồi. Vì vậy phấn đấu ở Niết Bàn ngay đây, ngay thời khắc này, chứ không phải Niết Bàn hay là Tây Phương Cực Lạc ở một thời khắc nào khác.